Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Hân hạnh đồng hành. Đây là thở mạnh ra nha. Ủa lên. Không nhảy được đâu. Ổng la là chèn ngon nhất Việt Nam. Đây nè, nguyên bịch. Đây nè, đó.
đó. Chè này là chè người ta gọi là chè tinh luyện dạ. Là không có bình luyện bình thường mà luyện toàn là tinh bột đó. Người ta gọi là tinh luyện đó. Chắc ăn luôn hả? Ăn cho ăn. Sao nhẹ vậy chị? Giảm cân. Vậy năm sau đăng ký thi luôn nha. Ừ. Bột. Đây đây, thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.